Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại thì ở mộ cậu Năm có một cái đoàn mô tô của trại Hòm Thiên Bảo nè cả nhà. Ghé thắp nhang cho cậu Năm cả nhà. Mô tô quá khủng luôn cả nhà ơi. Đây, mấy anh ta? 1 2 3 4 5 6 nha cả nhà. 6 chiếc mô tô khủng luôn cả nhà ơi. Quá dữ quá dữ. Đây thì có cái đám tang. Rồi quá, mấy anh mô tô anh nào anh ấy lực lưỡng phải nhỉ. Đây, đây mấy anh anh kia có chiếc nào Thiên Bảo, chợ Hòm Thiên Bảo đó nha. Trời ơi. Đẹp trai. Có một cái hay vậy ta. À, trên đây là cái xe quyết quá. Đó đẹp cô chú ơi, nguyên một chàng mô tô khủng nha. Bây giờ vô đốc nhang cho cụ Năm hả? À, chị đây là chủ trại Hòm cả nhà. Vào viếng mộ cô Năm. Chủ trại Hòm và nhóm các anh chạy mô tô. Chiếc nào chiếc nấy rất là khủng luôn cả nhà. Bánh heo ở kinh khủng luôn. Cái này chiếc vết ngàn. Anh ơi, củi bắp tươi. Cái này giết cậu nha, giết được gần hậu vệ mô tô khủng nữa nha. Mấy anh mà chạy mô tô, anh nào lấy cái tướng à. Tướng quá đã luôn nha. Đây là chị chủ chạy hồn. Tiếng mồ của chú Du Linh. Quý vị. Quá tuyệt vời luôn nha quý vị. Đọc cho 20 chiếc mua hộ khủng quý vị. Quá nắng. Ồ anh đứng thiếu rồi đổ mồ hôi đứng lên đầu. Đúng rồi, lái xe đó đúng rồi. Mất dù bên đâu ta? Hơn chưa? Đáp hơn nguyện có người yêu sao? Nước có ơi, có giả luôn hả? Tại sao lo đấy, vấn đề làm mai làm mối nè. Sao ta ế vậy chị? Đây là chị là chủ trại Hòm Thiên Bảo nè, cô chú anh chị. Địa chỉ mình ở đâu chị? F7 sạc 13. Ủa, chưa về hả anh? Thấy đâu tôi cũng vô quay lại. Hẹn cho thấp nhiên vô đi con. Lấy cái dù lại đi anh, lấy cái dù chị che đi. À được rồi anh, có dù anh cũng cái dù. Lấy cái dù đi chị nắng quá. Với bác cầm che. Hôm nay một con đồng em trai mà hai con bút chạy chút. Bảo rồi ta. Bảo rồi. Anh đậu xe ngoài. Đang nghe điện thoại á. Đi bà cho mấy ảnh vô đi cho chị xét xích ra chút để chị. Ôi biết luôn à. Biết giá hết trơn à. Ờ biết giá hết trơn à. Chỉ lên mấy lần không nhớ hả? Nhưng mà má mới lên lần đầu tiên. À, má chào cô nha. Hôm nay có dịp thì đưa đám lên trên đây nè. Dạ. Anh nào anh ấy giống nam thần Hàn Quốc quá ha, phải không? Làm đẹp trai ha, rồi giống Hàn Quốc quá, đẹp trai muốn dụng tim luôn, dụng tim. Bây giờ cứ hỏi các bạn gái không ha. Cái gì? Cười văn khả này nó cũng dụng tim luôn vậy. Dạ, đi đạt thôi, không nói đạt. Anh có tiễn yêu không? Không. Hello, Lila, Saudi Kha.
Vũ Long xin chào đại gia đình. Nói Vũ Long. Nhà có Vũ nữa bà, có Vũ Long đi ra đi đi biến Vũ Linh. Chứ không thôi hát bài rồi đúng không? À, đúng rồi. Chuyển bài chung cho năm. Đó đi diễn chung. Cái chị này là chủ chạy hòm ở cái nhà, còn mấy anh kia là đạo tì chạy xe mô tô nha. Mô tô khủng không cả nhà ơi. Cái anh này nên thử. Được không anh? Ổn không anh? Anh ơi, ổn không? Ổn không? Mô tô này khủng quá cả nhà. Em nghĩ là em chắc em dắt không nổi chiếc xe nào đâu. Xe quá to luôn. Anh dắt nổi không? Dắt nổi không mà anh chạy cũng được. Để không được luôn. Này phải cạch tính á. Cạch tính luôn. Ở đây trước rồi nha. Dòng mô tô khủng. Anh cái chiếc màu vàng vàng, cái chiếc màu vàng vàng cũng đẹp anh ha. Chiếc màu vàng đẹp không? Dạ. Vàng dạ, đẹp. Màu vàng. Cái đẹp mới. Chiếc này là chiếc này gọn nè. Chiếc này gọn đẹp. Chiếc này chất nhà mà gọn. Ngồi lên nó rất là. Lên đây lên chỗ này. Thôi. Thôi không dám. Ngồi cỡ nào? Thôi. Cái gì đâu. Lên. Lên nè. Thì chị chủ chạy hòm và mấy anh mô tô thì về rồi cả nhà ơi. Lấy hơi hả anh? Em thấy là nó không hợp với dáng anh. Chạy xe mô tô là phải đẹp trai anh ơi. Em thấy là mấy anh mô tô này anh nào cũng đẹp trai. Đúng rồi. Dạ. Rất đẹp trai, cao. Tuyển hay sao anh ơi? Dạ. Thì mấy anh này chuẩn bị về cả nhà ơi. Tại cái chiếc màu vàng này là cái nhà. Nam thần Hàn Quốc cả nhà. Cái hộp này là 20 chiếc đó. Bye bye mấy anh. Rồi, bye bye mấy anh nha. Chúc mấy anh vừa cũng ổn nha. Rồi. Bất ngờ thì chị chủ chị hòm và mấy anh mô tô ghé miếng mộ con năm cả nhà ơi. Thôi em xin phép tạm dừng video nha. Chào tạm biệt cả nhà mình và hẹn gặp lại video sau nha.